Chào cả nhà, thì mình quay cái video này để coi cái độ lầy của con sám. Thì trưa không ngủ mà tối ngày đi phá hết chỗ này chỗ kia, mình mấy coi cái mặt là toàn là nhắn nhện không kìa. Còn chưa tính tới con cò đứng ngoài cái chậu kiểng nữa. Rồi một hai đứa ngoài đằng sau lưng nữa, ôi hà luôn đó, đi phá. Thì mời cả nhà xem đỡ buồn. Thì đàn cuốn của mình trưa nó ngủ rồi, thì có một hai đứa nó đi quậy nên mình quay cho cả nhà xem. Chưa không ngủ thì phá này, có sao có sao đâu dành ta.
Nãy thấy nằm mà sao giờ đứng dậy đó rồi, không đi quậy nữa hả? Nãy nãy tiêm phòng á, con gấu này nó chạy vòng vòng vòng. Dám cắn tôi hả? Dám cắn tôi hả? Nè, nè. Nãy coi nè cả nhà. Đây đây là một lỗ nè, đó. Ngay cái kẻ đây lỗ nữa, hai lỗ nè. Sưng lên luôn à. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp, chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha. Thôi xin chào. Thôi xin dừng video ở đây, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình được anh Sơn Quỳnh mua vaccine xuống tiêm phòng cho gia đình của đàn cún của mình. Thì cảm ơn anh Sơn Quỳnh một lần nữa, và cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm giúp đỡ cho tính chăm sóc cho tụi nó khỏe. Thì trước khi dừng video thì nếu xin có lời, tính xin có lời là cô bác anh chị có ai có khả năng giúp đỡ cho đàn cún của mình nha, để cho tụi nó có đồ ăn đồ uống, phòng ngừa bệnh tật và chữa trị bệnh tật, nói chung là đủ thứ. Quanh năm tụi nó bệnh hết tới này nữa kia. Con xin chào. Và tụi nó rất cần cái ăn cả nhà. Đó đó, dữ dằn lắm. Thôi.